Xin mời chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Radio là một video cho một bác khách dựng cấu hình 725JBL. Với cấu hình trọn bộ ở đây là gồm có hai đôi bác 40 từ 220-100, một đôi tép kèn neo 750 côn dây dẹp, một đôi phân tần khủng nắp vào loa 725. Các bác có thể là tự đóng cho mình một chiếc thùng loa 725, và các bác có thể là thay các cái cấu hình loa bát của Tùng Nguyễn Audio với các cấu hình loa 725 mà đang bị hỏng rồi, nâng cấp một cặp, hai cặp, hoặc nâng cấp cả tép, hoặc nâng cấp cả phân tần. Với cấu hình 725 ở đây thì hôm nay Tùng Nguyễn sẽ review cho tất cả các bác linh kiện trước để cho tất cả các bác sử dụng vào cái loa 725 củ từ khủng của mình. Bác 725 nắp bát 40 từ 220-100. Đít bát có 3 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Hàng nhập của nhà máy China, xương nhôm đúc 8 xương và xương sần. Xương sần. Đấy. Côn con này côn 100 từ 220. Nhện màu vàng. Con này các bác có thể đánh với các dòng đẩy công suất chuyên đánh phun đôi, vì mình dựng hai bát một tép như này. Bích sắt màu đen được sơn đen. Rất dày các bác nhá, bích sắt đựng rất dày ạ. Và cấu hình màng của nó, màng của nó được xếp ly lượn sóng, gân vải tẩm dầu 3 gân, lón đen và mũ của nó có 2 cái râu. Đấy. Các bác nó rất là đẹp các bác nhá. Với cấu hình đây là hai cặp loa bát. Và tiếp tục là một cặp phân tần khủng nắp loa 725. Input là vào V1 là bát, V2 là bát. Bát trên bát dưới đều bắt được. T là đường tép. Phân tần này có mã là Pro F1 Dep 2528. Chạy 3 con chở nhôm màu vàng, một cái bóng cầu trì bọc nhôm ở bên ngoài để chống cháy tép. Và hai con tụ cản bát, một con tụ cản tép. Đều là tụ của công ty Aule. Đấy. Phân tần hàng nhập nhà máy, bảng mạch to như một bàn tay. Và một chiếc phễu đây để nắp loa 725 tự đóng thùng, cao 23 và dài 34. Phễu này là chuyên nắp vào loa 725 các bác nhé. Kèn của nó là kèn neo, kèn neo côn 75 dây dẹp. Với cấu hình kèn neo này nó loại rất là đẹp, bi của nó rất là sáng. Kèn neo của nó có mã là BNC, chuyên nắp vào các dòng A-Zay. Hoặc là các bác nghe như này thì nếu đánh côn 100 xong đánh kèn neo như này thì tiếng nhạc của nó cực kỳ sáng rồi. Đấy. Với cấu hình như này này, nắp loa 725 như này, các bác có thể là chơi nhà hàng, chơi sân khấu. Đấy, chơi nhà hàng, chơi sân khấu, trường học, chơi các cái dòng loa như này thì nó đánh cực kỳ là uy lực. Và chống độ chống của nó rất là sâu. Với cái cấu hình này chọn gói bao ship là 8.250.000, là không tính cái phễu kia ra, bỏ một cái đôi phễu này ra. Một đôi bát, một đôi phân tần và hai đôi bát. Đấy, là 8.250.000 bộ combo này. Cấu hình rất là chiếc các bác nhá. Đây em tính chỉ có là hai đôi bát với một đôi tép với một đôi phân tần. Đấy, cấu hình rất là khủng các bác. Các bác có nhu cầu linh kiện ở bên cửa hàng với cấu hình chất như này thì lên tiếng bao giờ cũng rất là hay. Hoặc là các bác có nhu cầu dựng loa 725 sẵn thì Tùng Nguyễn có thể dựng cho tất cả các bác cấu hình này vào trong thùng loa 725 để cho các bác chơi nhà hàng này, là ở trường học, là ở tất cả các cái cấu hình mà các bác yêu cầu, bảo là Tùng Nguyễn dựng cho anh một đôi 725, em Tùng Nguyễn sẽ dựng và lên đơn gửi hàng cho tất cả các bác qua xe hoặc qua đường bưu điện. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác có nhu cầu đến sản phẩm liên hệ cho em, và em xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.